Tòa án Nhân dân thị xã Tân Châu cũng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án hình sự do tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Phiên tòa diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Tòa án Nhân dân thị xã với điểm cầu nhà tạm giữ Công an thị xã Tân Châu. Theo cáo trạng, vụ án thứ nhất khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2022, Trần Thị Mai Xuân sinh năm 1988, cư trú ấp 2 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, đang ngồi uống cà phê tại quán bà Phan Thị Đạt, ngụ ấp 3 xã Vĩnh Sương thì thấy Phạm Thị Trang đi ra ngoài, nhà khép cửa hờ, không khóa nên lẻn vào nhà trộm tài sản, gồm 22 triệu đồng, một lắc tay, hai vòng đeo tay, một dây chuyền, tất cả đều là vàng 18 carat, tổng trọng lượng 7,8 chỉ. Sau khi lấy trộm, Xuân mang tiền trả nợ 10 triệu đồng và chuộc lại chiếc điện thoại 6 triệu đồng. Riêng số vàng, nữ trang, Xuân cất giấu bên trong thùng nước phía sau nhà bà Phan Thị Đạt. Sự việc bị bại lộ nên Xuân đến công an xã Vĩnh Sương đầu thú. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mai Xuân 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Còn theo cáo trạng, vụ án thứ hai, khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2022, Nguyễn Văn Mãi cặp vách nhà của Đỗ Thành Tài, sinh năm 1991, cư trú ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, có tổ chức uống rượu và hát karaoke. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, Tài yêu cầu Mãi ngừng hát karaoke để con Tài học online. Khi đó, trong nhóm nói hát thêm bài nữa, sẽ nghỉ thì Tài đi về. Sau khi hát hết bài thì tiếp tục chuyển sang bài khác. Tức giận, Tài lấy cây búa đến nhà Mãi, đập vào hàng rào và yêu cầu nghỉ hát, rồi đi đến nhóm bạn của Mãi đang ngồi hát. Thấy Tài cầm búa, Mãi đứng dậy thì bị Tài xô ngã, rồi dùng búa đánh vào đầu, ngã xuống nền nhà. Sau đó mọi người đến can ngăn và đưa Mãi đi cấp cứu, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%. Trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Tài 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 16 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Bảo Khang, sinh năm 2001, về các tội giết người và cố ý gây thương tích; Châu Si Thu, sinh năm 2001, về tội gây rối trật tự công cộng. Cả hai bị cáo cùng trú tại tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2022, Nguyễn Công Luận điều khiển xe mô tô chở Khang về nhà. Khi đến đoạn đường thuộc ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, thì gặp Thu điều khiển xe mô tô chở cho Cha Hai, sinh năm 1998, chạy cùng chiều. Lúc này Cha Hai, Thu hỏi Luân Khang đi đâu về khuya. Khang và Luân cho biết đi nhậu về, thì xảy ra cự cãi. Sau đó Cha Hai rút dây thắt lưng ra đánh Khang, đồng thời cướp đầu xe Luận. Thu đuổi đánh Luận, còn Cha Hai tiếp tục cầm dây thắt lưng đánh Khang. Tức giận, Khang lấy trong người ra một con dao xếp đâm nhiều nhát vào người Cha Hai, khiến Cha Hai ngã gục xuống đường và tử vong ngay sau đó. Thấy Thu đang đánh Luận, Khang tiếp tục cầm dao quay sang đâm nhiều nhát trúng vào tay của Thu, gây thương tích. Thu bỏ chạy, còn Khang chở Luận đến trung tâm y tế huyện Tri Tôn điều trị vết thương. Sáng hôm sau, Khang đến công an xã An Hảo đầu thú, sau đó Thu đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Ngày 24 tháng 2 và ngày 2 tháng 6, Khang và Thu bị khởi tố điều tra. Tại phiên tòa, Thu rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Khang về tội cố ý gây thương tích. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Khang 16 năm tù về tội giết người, Châu Si Thu 1 năm tù treo về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời buộc bị cáo Khang có trách nhiệm bồi thường số tiền 149 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Ngày 16 tháng 9, Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an An Giang tổ chức tiêu hủy 6.573 kg đòn chả chay có sử dụng hàng the. Trước đó, ngày 25 tháng 1 năm 2022, Đoàn Kiểm tra Chất lượng An toàn Thực phẩm tỉnh An Giang kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chay tại ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, phát hiện hộ kinh doanh không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định sử dụng phụ gia thực phẩm hàng the, borat, ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 135 triệu đồng, ngoài ra áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ sản xuất chả đòn chay trong thời gian 4 tháng đối với hành vi sử dụng hàng the để sản xuất, chế biến thực phẩm. Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832-2022, chiều 16 tháng 9, Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân tổ chức hội thi Tân Cổ Nhạc với chủ đề Bác Hồ, Bác Tôn, Quê hương đất nước năm 2022. Hội thi có 16 tiết mục gồm đơn ca Tân Cổ Nhạc do các thí sinh là cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn đảng bộ xã tham gia biểu diễn, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, Quê hương đất nước, ca ngợi những thành tựu của đất nước.
Các thí sinh đã thể hiện phản ánh đa dạng cuộc sống con người trong lao động, sản xuất, học tập, sinh hoạt ở cộng đồng dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh. Ngày 16 tháng 9, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Tri Tôn tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh An Giang và lãnh đạo huyện Tri Tôn đã đến dự. Được thành lập năm 2012, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Tri Tôn không ngừng củng cố, tập hợp, thu hút những người có tâm huyết, sẵn sàng hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam vào tổ chức hội. Đến nay đã có 158 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hội đã vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp mạnh thường quân trên 1,7 tỷ đồng, qua đó cất mới 18 căn nhà, cấp phát 1.084 phần quà, 11 chiếc xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam. Thông qua các hoạt động của hội đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng về hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam, kịp thời hỗ trợ và thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc, giúp đỡ xoa dịu nỗi đau da cam. Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu ra 25 đồng chí vào ban chấp hành. Ông Trịnh Thanh Hùng tái cử chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này có 4 cá nhân nhận bằng khen và kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam, 6 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hỗ trợ nạn nhân da cam. Chiều hôm qua, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, dẫn đầu đoàn công tác của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn đến thăm và chúc mừng lễ Sen Danta của đồng bào dân tộc Khmer tại các chùa trên địa bàn xã Lương Phi. Tại các chùa, tại dung trên, tại dung dưới, tà miệt trên, tà miệt dưới, đoàn đã chúc mừng đến các vị sư sãi, tà cha và bà con trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn đón lễ Sen Danta an lành, hạnh phúc, vui tươi, tiết kiệm. Đoàn cũng thông tin nhanh kết quả nổi bật của huyện trong phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh, công tác an sinh xã hội của huyện trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tới đây, huyện sẽ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình dân tộc, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ các chương trình này sẽ có nhiều dự án hỗ trợ cho bà con trong vùng đồng bào dân tộc Khmer phát triển kinh tế hộ. Do đó, đoàn mong muốn nhà chùa tiếp tục là cầu nối tuyên truyền người dân khi nhận được sự hỗ trợ sẽ tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Sau 2 năm không tổ chức do dịch COVID-19, năm nay, Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 sẽ được tổ chức trở lại. Theo đó, Hội đua bò Bảy Núi năm 2022 sẽ được tổ chức tại huyện Tịnh Biên. Giải sẽ khai mạc và thi đấu lúc 7 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 29 tháng 8 âm lịch. Tại sân đua bò xã Vĩnh Trung gần chùa Thâm Mít, dự kiến có 64 đua bò của các huyện trong tỉnh và huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang tham gia thi đấu. Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 là một trong các hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, qua đó phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nhân dịp lễ Sen Danta. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trong công nhân lao động năm 2022. Hội thi có sự tham gia của 96 thí sinh đến từ 9 công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Các thí sinh tham gia hội thi trải qua những câu hỏi với nội dung xoay quanh về vấn đề luật giao thông đường bộ, nhận diện các biển báo, các tình huống vi phạm giao thông và những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, với mức xử phạt mới, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để tìm ra người chơi xuất sắc nhất và rung được chuông vàng. Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trong công nhân lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho công nhân lao động về ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, làm phong phú thêm các hoạt động trong công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn, tạo diễn đàn giao lưu học hỏi, trao dồi kiến thức, kinh nghiệm cho anh chị em công nhân lao động, góp phần nâng cao nhận thức của công nhân lao động về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông, từng bước xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa trong công nhân lao động khi tham gia giao thông. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP là nhằm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực, thúc đẩy nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập của người dân, từ đó giúp chất lượng sản phẩm địa phương ngày càng được cải thiện và nâng lên. Theo đó, đến năm 2025, An Giang phấn đấu thêm 169 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó 11 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Bên cạnh đó, củng cố và nâng cấp ít nhất là 20 sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng,
ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn, phấn đấu ít nhất 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít nhất 30% chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn. OCOP xanh gắn với dùng nguyên liệu ổn định, ưu tiên sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu triển khai chương trình OCOP phải bám sát định hướng, quan điểm, mục tiêu và giải pháp trọng tâm từ trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng lợi thế và truyền thống của địa phương để phát triển đặc sản giá trị cao về kinh tế và văn hóa, phát huy sức sáng tạo, sức mạnh cộng đồng trong sản xuất và hình thành sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững sản phẩm hàng hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát và điều hành chương trình OCOP. Song song đó, các sở ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ chủ thể kinh tế thực hiện tốt mục tiêu, nội dung theo kế hoạch.